À, trước khi mình ráp vô á, thì mình coi coi cái lưỡi gà á, nó có khớp không. Đấy, nó khớp, nó có lỏng không? Lỏng thì mình cho em ha. Rồi cho một miếng mỡ bò vô cái phần rơ á các bạn. Kiểm tra lại lò xo kết cấu nha. Rồi bây giờ mình sẽ cài vô. Các bạn sẽ để như thế này. Rồi các bạn lấy một cái tu vít. Tu vít các bạn cho cái lò xo nó vô cái lỗ. Rồi tới bên đây cái dòng này, mấy cái dòng này ráp nó còn lâu hơn hơn là mình mài nữa. Rồi cho vô lỗ ha các bạn ha. Các bạn phải chắc chắn là nó vô cái lỗ nha. Có nhiều bạn mới ra nghề á, thì các bạn làm á, nó chưa có sát vô á, nó sẽ sinh ra rủi ro. Lấy cái tô vít nhỏ, tô vít thử điện á. Rồi, ok. Vô. Rồi, các bạn ráp vô. Mình làm từ từ để các bạn thấy ha, quy trình. Rồi, xiết ốc vô một bên cho nó cứng đi ha. Rồi. Xiết vô. Rồi, bây giờ mình sẽ nới nó ra chút xíu, nới nó ra chút xíu. Nới ra xíu để mình canh. Thì đối với lại cái dòng mà tông đơ bin á, các bạn chỉ cần canh hai bên đây nè, từ ngoài mép này vô tới ốc, ngoài mép này ốc, cho nó đều nhau thôi, hai bên thôi. Rồi lúc đó mình hẳn coi đã. Ok, đều chưa? Rồi canh khoảng cách đều. Rồi bắt đầu tăng cái cần lên hết, điều chỉnh. Giờ thì các thợ rất là thích chỉnh xác, thì các bạn chỉnh nó còn khoảng là 0,6 0,7 ly là ngon đó. Nhưng mà nếu mà các bạn xẻ răng rộng quá thì các bạn chỉnh nó còn 0,8 ly ha. Tức là nó sẽ cắt đều hai bên. Giờ các bạn coi lại lần nữa, và khi các bạn siết vô á, các bạn phải đỡ cái tay như thế này, đỡ tay này, các bạn siết vừa tới, siết bên đây vừa tới, rồi siết chặt, rồi siết chặt. Rồi cho miếng dầu vô. Coi cho miếng dầu vô. Rồi khi mà các dòng dòng tông đơ của Trung Quốc đó, các bạn cho miếng dầu vô, các bạn nhớ gạt lên lật xuống trước đã ha, để coi nó có lợi hay không. Rồi các bạn mở lên. Rồi các bạn tắt đi, các bạn coi coi nó có lợi hay không. Có thể có những cái dòng tông đơ Trung Quốc nó đánh võng các bạn, khi mà cái lưỡi trên nó đưa qua đây nó cao thì nó chừa ít và bên đây nó chừa nhiều, nhưng mà khi mà đưa qua bên kia thì nó cũng ngược lại, nó chừa ít và chừa nhiều. Thành ra mình sẽ tính là khi mà đã đánh võng luôn nha. À, cái răng hai bên. Rồi sau khi chỉnh xác rồi, các bạn đưa ngang vô da hả, đưa ngang vô da như thế này đó, các bạn thấy không ạ? Để coi có rác không, hơi hở. Thì có nhiều bạn á, thì sẽ chấn bằng cái cạnh này ha, đi 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 cái đường viền á đó. Ok, rồi các bạn cạo. Cái này là trong quy trình xử lý cái đường lưỡi ha, là cái lưỡi dưới là nó không có được bén rồi đó. Đó, còn cái này là cái mắt có sát quá không, nếu mà mình cảm thấy nó hơi tê tê cái da đó thì các bạn nên cho nó thụt xuống chút xíu nữa. Rồi, rồi sau đó các bạn thổi sạch đi, nếu mà các bạn thử lông, tại vì thử lông này nó dầu nó dơ nè. Thổi giờ mình sẽ thử thử thì các bạn thử lông mỏng trước cho chắc ăn, tại vì các bạn thử tóc thì nó quá dễ rồi. Ok ha các bạn ha. Rồi quá ngọt nha. Rồi sau đó thì các bạn thử tóc dày. Tóc dày. Ok, cái này là nó nghiêng về phần sữa răng đó các bạn, nó dễ xông tóc á. Rồi các bạn thử tóc mà kiểu hớt á, kiểu hớt. Các bạn cầm nó dài dài như thế này. Cầm nó dài dài như thế này, các bạn sẽ đi thẳng đứng lên kiểu hớt hớt vậy,
nó phải ngọt ha các bạn ha. Nó ngọt, nó ngọt ngay luôn được. Còn nó không ngọt các bạn biết liền. Rồi làm lại ha. Ok. Coi chừng ở trong tóc mà mình lụm nó có cọng kẽm nha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn đi. Rồi các bạn cho miếng dầu vô. Rồi các bạn bọc đầu lại, các bạn lau sạch. Rồi giao cho khách. Cảm ơn các bạn.